Hello cả nhà mình nha. Thì hiện tại là mình đang ở nhà của chú Tâm, tóc dài 35 năm không tắm. Đó, thì không có thay đồ và tóc rất là dài và dài tới nỗi là dài tới chân luôn nha. Thì rất là nhiều năm rồi không có tắm nên là tóc rối bời, đồ đạc cũng vậy rách rưới hết và nhưng mà chú Tâm không có chịu thay đồ. Rất là khó. Nhưng mà gia đình bây giờ là cũng rất là băn khoăn, cũng đang rất là lo lắng thì cũng muốn giúp đỡ chú Tâm nhưng mà chú Tâm rất là không có chịu tiếp cận và người nhà cũng không có thể tiếp cận được chú Tâm đâu. Nên là muốn khuyên cái gì đó, muốn nói gì cũng rất là khó mà nói chú Tâm chú không có nghe nên cũng rất là khó. Và gia đình cũng rất là quan tâm nhưng mà không có thể nào mà tiếp cận được chú Tâm, và kể cả mình bây giờ mình không có thể nào mà nói chuyện được nhiều với chú Tâm đâu. Thì nhiều khi chú Tâm mình phải đợi 3-4 tiếng đồng hồ ra rồi chú mở cửa ra rồi mình nói chuyện được chú, với chú có chút xíu thôi là chú đi mất tiêu, là chú vô chú ngủ. Rồi mấy hôm nay mình có nghe thông tin là 4-5 ngày rồi, khoảng 1 tuần lễ nay rồi chú không có đi ra ngoài, rồi chú đóng ở trong cửa thôi, đóng cửa rồi không không biết là ăn uống làm sao, rồi cũng không biết là có bệnh hay không, hay là như thế nào đó mình cũng không biết nữa. Thì người em rể và người em của chú Tâm nói là mấy nay không có ra, thì bây giờ mình sẽ đỡ chú ra coi sức khỏe của chú hôm nay như thế nào đó, rồi chú có bị bệnh gì hay không, rồi coi những cái biểu hiện của chú hôm nay như thế nào nha. Thì mọi người cùng mình đừng có rời khỏi màn hình, cùng mình đợi chú Tâm ra coi như thế nào nha. Còn giờ chú đóng cửa rồi không có ra ngoài, mình gán ngồi đợi đây tí nữa coi sao. Chú Tâm ơi, trời ơi. Dạ con đi ra ghé nhà của chị Nhung, cô Nhung nè, coi thăm chị Nhung. Dạ nhà, chị Nhung có nhà không chú Tâm? Đi làm hết rồi hả? Ồ vậy sao vô được ta? Cắt cái nhà tường lên hả? Đẹp. Vậy là chú muốn cắt cái nhà vậy không? Cắt luôn hen. Rồi chú ăn cơm chưa? Để con xuống dưới con Nhung nha. Dạ, đi chơi. Chú Tâm đẹp trai. Đó, thì hôm nay là quay trở lại thăm chú Tâm á, thì thấy chú Tâm cũng vui vẻ. Thì như là chú Công là người em rể của chú Tâm nói thì mấy hôm nay là chú Tâm ở trong nhà không, mà chú Tâm không có ra cũng 4-5 bữa nay rồi không có ra, thì bữa nay là mới mới đi ra ngoài đó cả nhà, chứ bình thường lúc trước là không có ra. Chú ơi, đúng rồi, đâu có vô được đâu, đóng cửa rồi đâu có vô được. Con cho chú chai dầu nè, thấy không? Chai dầu này sức im lắm đó, sức thơm lắm, nhức mình nhức mẩy rồi mình sức vô. Thì vẫn chưa có thay đồ, thì đầu tóc của chú Tâm vậy á, dài tới đất. Chú Công có nhà không chú Tâm? Vợ của chồng của chú, của Nhung á, có nhà không? Anh em của chú Tâm giờ ở đâu rồi ta? Có ai nhà không chú Tâm?
Thì bây giờ chú đã đóng cửa rồi nên mình cũng không có giờ thăm chú được. Con cho chú chai dầu này chú Tâm ơi. Tâm ơi, có nước uống không chú? Con xin miếng nước này, khát nước à. Con cho chú chai dầu nè, lấy chai dầu đi con về. Chai dầu này thơm lắm nè. Nhà có nước uống không? Cho con xin miếng nước cho chú Tâm. Con khát nước quá à. Không có tiền chú ơi, đâu có tiền đâu mà ra quán, chú con xin miếng nước đi. Chú nói cho mình ra quán ngồi uống đi. Chú Tâm ơi. Rồi đóng cửa rồi mọi người ơi. Không. Không có nói chuyện được với chú rồi. 4 5 ngày nay là ở trong nhà không vậy thôi chú. Không ra ngoài luôn. Rồi ăn uống rồi sao? Thì chú lên cho ăn uống đá rồi đó, không đóng cửa mà không ra. Dạ, đóng cửa không ra gì chân ha. Ôi. Ngộ quá cả nhà ơi, mấy hôm nay là chú nói là chú Tâm là 4 5 ngày nay rồi không có đi ra ngoài luôn. Đó, không biết làm sao. Vô cho ăn không có ăn nữa. Dạ. Bữa không ăn già cho thấy gì kỳ thôi, chắc cũng bệnh luôn. Dạ. Không biết làm sao nữa. Dạ. Rồi mấy nay chú Công khỏe không? Cũng vậy thôi. Dạ, rồi mấy nay cô Nhung cô đi bán khoai lang đồ được không chú? Cũng ra ra bán bình thường. Dạ. Thì con cũng có gợi ý là để hôm nào đi thì mấy anh em trong gia đình của mình á, anh em ruột đồ trong gia đình á, thì mình họp lại một bữa đi, và có dịp nào mình gặp nhau á thì mình bàn bạc rồi bây giờ đưa. Dạ. Dạ. Thì nói chung là mình bạc bạc với nhau á, thì con cũng mình tìm cách mà đưa chú này đi bệnh viện tâm thần luôn. Thì có thể là mình đưa cho chú uống thuốc ngủ gì đó, rồi xong rồi mình đưa về bệnh viện tâm thần luôn. Rồi vô đó là bác sĩ người ta chích thuốc, người ta điều trị bằng thuốc tâm thần đó chú. Cho chịu quá. Cho bữa có gợi ý mấy ông anh này, mấy ông nó không được, tự ổng không phải bên đó. Nhưng mà mình trước mà trước giờ thì bên tâm linh là mình cũng đã điều trị rồi, nhưng mà không có hết. Thì con nghĩ là bây giờ mình cứ đi bệnh viện tâm thần trước cái nữa đi, rồi nếu mà không hết nữa thì mình hãy tìm cách khác, chứ bây giờ cũng đâu có biết cách nào nữa đâu chú. Thì bây giờ mình còn cái cách nào đi bệnh viện thì mình thử đi bệnh viện như thế nào. Đó, thì bây giờ con chú Công bữa nào mình bàn bạc với mấy người anh rể của mình coi như sao, anh em vô trong gia đình coi như sao. Nói rồi, có nói mấy ổng nói ấy hoài á, tính nói vậy đó, mấy ổng nói sợ không được, con nói vậy. Dạ. Thì mình thử đi, biết đâu là hết bệnh luôn đó. Nó mình điều trị, mình cắt tóc đồ này kia, tắm rửa cho sạch sẽ, biết đâu mình sống một cuộc sống mà nó giống như là vệ sinh đồ này kia, mình cũng đỡ cái phần nào cái căn bệnh. Con nghĩ như vậy á. Thì bây giờ bệnh mình phải đi bệnh viện đi chú Công, coi làm sao. Thì mình bàn bạc với mấy cô rồi nè, với coi làm sao nếu mà được thì nói chung là chi phí này kia thì bên các nhà hảo tâm bên đây sẽ hỗ trợ là cái tiền chi phí này kia đi lại rồi để điều trị bệnh á. Đó thì gia đình hợp tác họ bàn bạc hả chú Tâm ha. Dạ thì coi làm sao, nếu mà được thì đưa chú này đưa bệnh viện là mình uống thuốc chích thuốc là có thể là khỏe đó. Mấy ổng ít thì phải mà tập trung nhẹ thì mình nói được. Này ít xa xa ha. Xa xa không à. Ở Trà Vinh. Dạ Trà Vinh. Có dịp nào mà gặp nhau hoặc là đi đám thì gặp nhau đó thì chú nói với cô Nhung bàn ha. Dạ dạ, cũng hy vọng là mình điều trị cho chú Tâm chú ơi. Chú thấy cũng tội nghiệp mà bây giờ cũng có sức khỏe mà cũng vậy mà bị bệnh vậy cũng. Thì ở nhà cũng muốn vậy đó chứ mà tự vô gần ổng không được. Dạ. Chứ ai cũng muốn là cho ông hết bệnh cho dạ. Ông ấy. Con là giống như con cũng thấy là tội nghiệp quá trời tội nghiệp à. Đẹp trai lắm đó. Bây giờ mà hết bệnh là biết đâu có vợ có con luôn á, không chừng. Dạ. Ở nhà cũng mong nó cho ông hết cho ông khỏe là khỏi, như mình cũng bớt lo nữa, ông đi mần ăn này cũng đỡ nữa. Dạ. Khỏi coi chừng. Đúng rồi, khỏi coi chừng. Ông về hoài sao mấy chục năm nay vậy thì sao vậy? Dạ bởi vì nguy hiểm nữa. Bỏ ông nói chung bỏ rồi cũng thấy tội ông nữa. Với lại bây giờ con ví dụ đi chú bán hủ tiếu ở đây đi. Mà chú Tâm chú đi ra đi vô người ta thấy người ta cũng ghê, người ta không có dám ăn. Đúng. Người ta sợ đó lắm đó. Hôi quá trời hôi luôn. Dạ. Đứng đây còn thuốc nặng đây còn hôi. Dạ. Hôi quá trời. Mình trong nhà mình còn ấy gì nói gì người ngoài người ta câu ra làm sao. Ừ. Không? Dạ. Thì thấy mà con thấy con sợ quá. Đi tới gần gần mà nhỏ đóng cửa một cái đùng. Con ông bực lên nó vậy đó. Ừ, đóng cửa một cái đùng mà chú cũng giật mình, chú chạy ra đó, chú tính đâu chú quýnh con rồi. Nhưng mà chú Tâm chú quýnh con rồi đó.
mấy bữa nay không, không ra thấy làm gì mà ông nói chuyện nghe tiếng khang ra cao làm gì anh bị như bị cảm như mình dạ vậy. Dạ cũng mới bị như mình đều ít lắm dạ. Ok cũng cố gắng mình vận động anh em trong gia đình chú ơi. Ok mình cũng hợp tác nhau mình đưa chú này đi bệnh viện coi sao. Nãy không đứng đây hả? Nãy đứng trước cửa rồi đi ông ra đây đi vòng đi vô luôn à, không dạ ông ra tới đây là dữ lắm chứ thường thường thấy là ông đi suốt ngày không phải á dạ. Chứ đâu phải là cỡ 4-5 ngày nay rồi dạ. Rồi coi như là vô sáng thấy ông già ông đứng đó nằm mấy á chứ ông đứng đó ông hút đi hút vòng đi vô nhà vô đóng cửa vậy luôn á dạ đúng ở cửa này đấy lại kêu ví dụ mình kêu cho mấy đá này để uống rượu mấy dạ không cho ăn nhiều ăn không ăn nữa dạ. Ổng nhiều khi là 10 bữa, 10 mấy bữa ông không ăn gì luôn vậy hoài luôn á hả uống nước mình cho nước đá không nước đá ông cũng múc nước tên này kia nhiều khi không có ông uống bình thường dạ nhà thì cũng muốn ông sạch sẽ nó kêu thay đồ hoài ông thay chứ đâu phải ấy đâu hồi đó ông nhà không còn sống ổng kêu nhiều khi cũng vất vả lắm kêu mỗi bữa luôn tự ổng còn sống á ông này ổng đi ra vô xin thuốc hút á là ông kia ổng lo thì nói khuyên dữ lắm dụ dữ lắm ngày mới thay chứ không ở nhà ổng không xin cho xin người ngoài không à nhiều khi cho ổng không lấy nữa chỉ có người ngoài nhưng mà quen nha như ổng biết một hai lần ổng mới lấy chứ mà lạ lạ cho ổng cũng không lấy nữa khó vậy đó không biết như bà con này kia không biết nhưng mà nó tên vậy đó người vậy đó mình dạ. Không biết gì sao thì tóc quá trời dài rồi con thấy bữa nay tóc nó rối quá trời rối rồi đầu mà nó dính là nó đen rồi nó ngắt ha ở đó nguyên ổ vậy nè nó nằm dưới đất á nó kè nó bự vậy nè không đi mỗi lần đi mỗi quả nè không dắt nó làm như nó gời ngoài ra như nó tươi tươi ha mà là không có nó nguyên một cục nguyên như cái ổ ong vẽ ra nó ra nó cứ ngắt à nói chung ăn thì nói chung không có ăn nhiều vậy á tự mình mới trong cái đồ độ khoảng chừng chán mấy rồi mà chứ không nhiều là đồ ăn thì mình cho nhiều ăn nhiều chứ không phải nó ít nhiều hay gì vậy ví dụ như đám dỗ ông bà vậy đó múc chén chút cúng đây nè mà đem vô là không ăn rồi thôi chứ không có đồ nổi không có gì chứ không có thao đói nha nhưng mà cái cử là mình biết như cái cử ông ăn á mình cho nhiều khi quên cái ổng cũng cho ta ăn cơm dạ. Rồi vậy thôi cũng không bị phá hại trơn á đầu mới đi ngang vòng vô nữa thì hôm nay là mình quay trở lại thăm cái căn nhà của chú Tâm đó để coi sức khỏe của chú như thế nào cũng như làm quen với chú dần dần rồi chú thấy là không có cái mối nguy hiểm nào quá rồi chú sẽ cởi mở hơn với mình đó cả nhà. Thì lúc trước là chú Tâm chú ở cái căn nhà chỗ này thì từ khi mà ba còn sống á thì chú Tâm chú ở riêng ở bên ngoài đây nè thì cái căn nhà là cũng đã sụp xuể hết rồi cũng như là chỗ này là lúc trước là chú Tâm sống một cái chòi ở đây nè cũng sập xuệ rồi cũng giọt nát hết rồi rồi thấy như vậy rồi anh em trong gia đình mới hỗ trợ mới đưa chú Tâm vào bên trong phía bên trong nhà để mà cho chú Tâm chú ở trong một cái căn phòng ở trong kia nhưng mà cũng tối tăm lắm chú Tâm chú không có muốn bắt đèn nhưng mà cũng có đèn nhưng mà chú không có bắt rồi mùng chiếu này kia rất là hôi. Mọi người cứ tưởng tượng đi, nhiều năm không tắm rồi, mấy chục năm không tắm, không thay đồ và đầu tóc như vậy á, rất là hôi và rất là bẩn. Nhưng mà chú sống như vậy á, rất là tội nghiệp. Nhưng mà mình sẽ cố gắng mình tới lui, mình làm quen cũng như là coi cái ý thích của chú là thích cái gì, rồi chú ăn những cái món gì hay là sở thích là muốn mặc bộ đồ nào hay là đồ màu gì vậy đó cả nhà. Để mà mình tìm hiểu thêm, để mà mình cố gắng giúp đỡ cho chú Tâm. Thì đồng thời là mình cũng có gợi ý với gia đình và để hỗ trợ mình, anh em trong gia đình sẽ hợp tác để mà đưa chú Tâm này đi đến bệnh viện tâm thần đó. Chứ mà bên tâm linh này thật sự là cũng có phần nào thôi, phần nào, nhưng mà cũng trước giờ là cũng có nhiều thầy tới đi giúp đỡ rồi nhưng mà cũng không có ăn thua. Thì còn một cái biện pháp là đưa đi bệnh viện tâm thần thôi cả nhà ơi. Nhưng mà cũng hy vọng là tất cả anh chị em trong gia đình sẽ hợp tác với mình để mà đưa chú Tâm này đến bệnh viện tâm thần điều trị một thời gian nha. Rồi cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Chúc mọi người một buổi
chiều thật là vui vẻ và thật là hạnh phúc bên người thân và bên gia đình của mình nha. Cả nhà mình nhớ đón xem video tiếp theo của mình nha. Bye bye tất cả mọi người. Bây giờ chú đã đóng cửa rồi, không có vô được đâu. Thì bây giờ mình về cả nhà ơi. Bye bye tất cả mọi người nha. Hẹn mọi người video tiếp theo nha.